Em Duyên, chủ vườn hoa Tam Đảo, số điện thoại liên hệ là 0346 837 277. Xin được kính chào tất cả các bác ạ. Hôm nay thì em lên chia sẻ tới cả nhà mình 5 cây phấn sen để các bác cùng sưu tầm. 4 cây thôi ạ, còn 1 cây thì em xin phép để lại, bởi vì là nó hơi yếu, nhưng thực ra là do là mấy ngày không tưới nên lá nó héo chứ không phải là yếu. Thế nên là để lại để cho các bác yên tâm. Thì đơn hàng đầu tiên thì em chia sẻ tới các bác một cây phấn sen này. Cây này thì tổng chiều cao của cây là 1m1, nhưng mà nó hơi ít nụ nha các bác nhé. Vanh là 7,5, vanh 7,5, tán siêu dày, tán rất là dày luôn. Cây các bác nhìn này, cây này 100% là hàng của Việt ươm ra nha các bác nhé. Hàng của Việt ươm ra chứ không phải là hàng Trung. Nếu như mà là hàng Trung ấy thì không so sánh đúng không các bác. Nhưng mà cây này là hàng của Việt, thế nên là các bác sưu tầm hoàn toàn yên tâm. Em bảo hành chuẩn hoa chuẩn giống và đảm bảo cho cả nhà mình. Đây thì cây chân bẹ rất là đẹp luôn này mọi người. Đó, chân bẹ. Cái này thì cho nước vào nó sẽ rõ chân bẹ hơn nhé mọi người. Và càng sau các bác càng bới chân bẹ ra. Cây đầu tiên em chia sẻ cho mọi người giá là 750.000, 750.000 nha các bác nhé. Thì Tết các bác chỉ được ngắm 1-2 cái hoa thôi. Nhưng mà đây nụ này. Cây này thì nó chỉ có khoảng tầm 4-5, khoảng tầm chục nụ thôi. Nó chỉ có khoảng tầm 10 nụ thôi. Nhưng mà khi mà các bác sang năm thì cái tán nó sẽ phát ra rất là to để cho các bác chơi Tết. Và cái đơn hàng đầu tiên này do là hơi ít nụ nên em tặng cho các bác thêm một cây phấn Nhật. Cây phấn Nhật này về thì thực ra cái cây này về các bác uốn bonsai và chăm theo cái lối gọi là đam mê thôi. Chứ cây này thì nó bị cái sẹo này này. Đó, cây này em tặng thêm cho các bác giá cây đầu tiên là 750.000. Tiếp theo là cây số 2. Cây này thì cũng chỉ có khoảng tầm hơn chục cái nụ thôi, nhưng mà tán nó rất là đẹp. Và những cái cây ít nụ như thế này ấy, thì em cũng sẽ bán rẻ cho các bác. Cây này các bác nhìn này, chân bẹ nó rất là đẹp luôn. Và vẫn câu nói cũ, đó là hàng Việt Nam nhé các bác nhé. Không phải là hàng Trung thuần hay không phải là hàng Tàu, được chưa ạ? Đây, thì cây này em chia sẻ tới các bác giá là 650.000. Nó nhỏ hơn cây đầu tiên một chút là 650.000. Cũng bao ship cho các bác đi. Em cũng sẽ bao ship cho các bác. Tiếp theo cây này, tiếp theo một cây đắng tây ba rất là đẹp luôn này các bác này. Cây này thì nhiều nụ hơn, răm tán cũng đẹp hơn, tán cũng tròn hơn. Đắng tây ba tam đa phúc lộc thọ này các bác này. Đây, đắng tây ba tam đa phúc lộc thọ rất là đẹp luôn nhé mọi người. Và cây này thì em chia sẻ với các bác giá cũng là 600, tôi lấy số 680.000 cho nó lộc nha các bác nhé. Chứ còn các bác chỉ cần thanh toán là 650, lên giá là 680, nhưng mà cho nó con số cho nó lộc thôi. Chứ còn các bác thanh toán cho em tròn 650 là được. Ok chưa ạ? Bởi vì cây của nhà vườn, những cái cây này đều là vanh 78 hết nhé mọi người. Vanh 78 hết rất là đẹp luôn. Đấy, phấn sen thì nói đến phấn sen thì khi mà các bác sưu tầm thì các bác cũng không phải hối hận một chút nào luôn. Bởi vì cái dòng này đáng sưu tầm và đáng đồng tiền bát nhá. Được chưa ạ? Tiếp theo, một cây nữa, cây cuối cùng cũng sẽ là cây mà chia sẻ giá hữu nghị nhất cho các bác. Cây này xin chia sẻ cho các bác giá là 600.000, em cũng bao phí ship. Cây này có 3 cái tử này. Đấy, ba chú tiểu rất là đẹp luôn. Và đây cái chân này, cái gốc này, đó. Cái gốc này. Đây nha các bác nhá. Đấy, cây này rất là đẹp luôn, bán cho các bác giá là 650.000, em bao phí ship nhanh cho các bác để các bác sưu tầm. Em chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, chỉ có 4 cây thôi chứ cũng không phải là 5 cây. 4 cây phấn sen nên là các bác chốt nhanh nhé. Thực ra cái cây này là do là em đảo chậu, em không tưới thì nó hơi héo. Bác nào lấy về ngày mai tưới lên là nó lại hồi cây thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Thì cây này em bán cho các bác giá là 500. Nếu mà bác nào lấy, nó không phải là bị héo, nó cũng không phải là bị yếu nhá, không phải là bị suy cây nhá các bác nhá. Cây đây lá vẫn rất là xanh mướt luôn, nhưng mà đây các bác thấy không ạ? Mấy cái lá này là nó do là không tưới nước nên là nó héo thôi, chứ còn không phải là cây bị suy bị yếu mà em bán cho các bác đâu ạ. Cây này em để cho các bác giá là 500. 550.000 là em bao ship được chưa ạ? 550 là em bao ship nha các bác nhá, để cho các bác cùng sưu tầm. Và xin được chúc các bác có những cái trải nghiệm tuyệt vời ở trên kênh Trà Cổ Tam Đảo. Và các bác sưu tầm thì liên hệ cho em số điện thoại là 0346 837 277. Em điểm qua một lượt để các bác cùng chọn này. Đây, cây số 1, cây số 2 này. Chính ra cây số 2 là cái cây rất là đẹp luôn đấy các bác ạ. Chân bạ này, giá cũng vô cùng hợp lý. Cây số 3 đây ạ.
Cây số 3 đây nhé mọi người, nó hơi ngược một chút. Cây số 3 tán rất là dày luôn. Cây số 4 này, cây số 4 có 3 chú tiểu, cây này rất là hay luôn. Ở ngoài thì nó sẽ to hơn ở trên video rất là nhiều luôn nha các bác nhá. Ở trên video là cái màn ảnh nó thu lại, nó không được đẹp như ở ngoài đâu, chứ mắt thường nhìn thấy rất là đẹp luôn. Cây số 5, cây số 5 là 500 nha các bác nhá. 550 là em bao ship. Đây các bác nhìn này, chỉ là cái lộc non nó mới lên và mình không tưới nước kịp ấy là nó bị héo thôi. Nắng tháng 8 dám trái bồng mà các bác, thì nó bị héo thôi chứ nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy, cam kết em Duyên thì vẫn bảo hành tỷ lệ sống chết cho các bác ở độ uy tín để các bác hoàn toàn yên tâm, được chưa ạ?